Người thứ ba, khi người chồng vũ phu và nát rượu. Khi có chuyện gì cái ghen tức, bực tức, đánh. Những lần đó mình có phản kháng không? Chị không, chị ngồi đó chị chịu trận. Cái lý do mà ông đánh mình là gì? Không có gì ngoài cái lý do là ông say xỉn. Người vợ chủ động tìm đến người thứ ba. Thấy trong những lần như là ổng tới bên chị, nghe bả gọi điện tới nói những câu thô lỗ tục tằn lắm. Chị nhìn đến nỗi mà chị muốn giật cái điện thoại để mà chị chửi lại bà ta luôn. Chị gan như vậy luôn? Chị đến mức như vậy luôn á. Chị biết bà ta và biết cả con gái bà ta biết mặt luôn. Ổng chở tới, ổng chỉ vợ anh vậy, vợ con anh vậy, để mình né. Trong hai anh phải chọn một thôi. Chứ giờ tôi quen với anh vậy mà bà cứ tới, bà gọi điện, bà chửi rủa hoài, tôi không chịu đựng nổi. Tới ngày nào đó tôi sẽ gọi điện, tôi chửi bà ta. Chị có sợ là bà quánh ghen không? Không, chị không sợ luôn. Người thứ ba được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ ba ngày 28 tháng 6 trên JTV Show.